Thầy ông nội, bố già Gegenpressing hay là bất cứ những mỹ từ nào khác nói về Ralph Rangnick từng được xem chỉ là một nghệ danh chẳng được minh chứng. Thế nhưng thoát ly khỏi nước Anh một thời gian, lúc này thì đúng là danh bất hư truyền. Đội tuyển Áo ngày càng mạnh lên kể từ khi Ralph Rangnick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên vào tháng 4 năm 2022. Trong chiến dịch vòng loại Euro đầy ấn tượng, họ chỉ thua một trận trước đội tuyển Bỉ và giành chiến thắng địa chấn 3-2 hôm thứ Ba trước Hà Lan. Điều này đồng nghĩa với việc Ralph Rangnick cùng với các học trò chính thức đứng đầu bảng tại Euro 2024. Chỉ có 2 năm điều hành của thầy ông nội, đội tuyển Áo đã đạt được sự thay đổi đáng kể trong phong cách thi đấu, với việc đội hiện đang chơi một trận đấu tràn đầy năng lượng và chủ động, khiến các cầu thủ cũng cảm thấy nhiệt huyết hơn hẳn. Trả mù cho thầy cửa Nam, cái nhân vật mà nhà đài đã phải dùng hẳn một câu để khẳng định ở lượt trận gần nhất. Đội toàn siêu sao, đã rời rạc thế này thì ai dẫn cũng đã được hết. Đội trưởng Marcel Sabitzer của Áo nói sau khi đánh bại đội tuyển Hà Lan như sau: "Đã gần 2 năm kể từ khi huấn luyện viên và đội ngũ của ông ấy gia nhập cùng với chúng tôi, và kể từ đó chúng tôi đã thấy sự phát triển rõ ràng. Trước đây chúng tôi hơi thụ động khi cầm bóng và chúng tôi chắc chắn đã thay đổi điều đó. Bây giờ Áo rất mạnh khi cầm bóng. Mọi người đều biết rằng nếu họ mất bóng, họ phải ngay lập tức chuyển trạng thái và tiếp tục đuổi theo. Đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất, nhưng khi có bóng, chúng tôi có một người thầy rất tốt là Rangnick, người luôn cho chúng tôi những ý kiến đóng góp tốt và tạo ra những khoảng trống mà chúng tôi muốn chơi." Sự tiến bộ về khả năng kiểm soát bóng của đội tuyển Áo đã được thể hiện trong 2 trận đấu đầu tiên của bảng D với Pháp và Ba Lan. Còn vấn đề cầm bóng mà Sabitzer đề cập đã tỏ ra có hiệu quả trong trận đấu cuối cùng của họ với Hà Lan. Sự thay đổi về nhân sự không khiến họ rời xa phong cách chơi ưa thích của mình, đó là tìm kiếm những tiền đạo hoạt động ở cự ly hẹp giữa các tuyến và có 4 người phối hợp để vượt qua đối phương. Phía sau tiền đạo Marco Arnautovic, Patrick Wimmer và Romano Schmidt đá cánh cùng với Sabitzer. Nhưng cặp đôi này liên tục chiếm những vị trí ở giữa hai tuyến của đối thủ, hay còn gọi là between the line, thay vì bám sát đường biên. Sự di chuyển của họ như vậy đã khiến cho hàng thủ của Hà Lan như bị thao túng theo nhiều cách, qua đó để lộ ra những sai lầm. Đầu tiên, họ chiếm giữ trung vệ và hậu vệ cánh gần vị trí mà Sabitzer đang lùi xuống. Nó cho phép tiền vệ của Borussia Dortmund nhận bóng giữa các tuyến. Có những lúc, Wimmer và Arnautovic đứng gần với Stefan De Vrij và Lucharel Getrida với Sabitzer ở gần vòng tròn trung tâm. Khi mà Hà Lan cố gắng gây sức ép, Marcel Sabitzer lùi lại phía sau để đưa mình vào tư thế chống trải, trở thành phương án chuyển bóng. Điều quan trọng là vị trí của Arnautovic, Wimmer và Schmidt, do Sabitzer đang bỏ xa Virgil van Dijk, trung vệ của Liverpool không thể di chuyển chéo để theo dõi anh, vì điều đó sẽ tạo ra khoảng trống ở hàng phòng ngự để Schmidt có thể tấn công từ vị trí hẹp. Trong khi đó, thế cờ này của thầy ông nội cũng khiến De Vrij và Getrida phải đối mặt với tình thế khó xử tương tự. Vì thời điểm một trong số họ tiến lên, đó là tình huống 2-1 với Arnautovic và Wimmer. Thủ môn của Áo dễ dàng tìm ra Sabitzer trước sự đe dọa của Schmidt ở phía sau, trong khi Arnautovic và Wimmer ghim chặt hàng phòng ngự bên phải của Hà Lan. Nó khiến cho người Hà Lan như bị phong ấn khi một trong các trung vệ quyết định di chuyển lên bám theo nhạc trưởng Sabitzer. Điều đó sẽ tạo ra khoảng trống ở hàng phòng ngự, với sự sẵn sàng của Wimmer và Schmidt cho phép họ tấn công khoảng trống đó cùng với Arnautovic. Một vấn đề khác đối với đội bóng của Ronald Koeman là các hậu vệ cánh dâng cao của Áo, những người có nhiều khoảng trống để tấn công vì Wimmer và Schmidt đang kéo các hậu vệ Hà Lan vào khu trung lộ. Nhìn chung là một sự bế tắc, một sự tiến thoái lưỡng nan từ phép thuật của bố già Gegenpressing. Trong hiệp 2, những điều chỉnh chiến thuật của Koeman đã cải thiện khả năng cầm bóng của Hà Lan bằng cách đưa Getrida vào kiểm soát bóng và xây dựng với bộ ba hậu vệ, trong khi việc tung vào sân của Wout Weghorst đã giúp họ có một lối thoát từ những đường tạt bổng. Nhưng sự di chuyển đầy ý đồ của các tiền đạo bên phía Áo vẫn gây khó khăn cho họ và giúp đội bóng của Ralph Rangnick giành chiến thắng. Đội tuyển Áo của Ralph Rangnick có rất nhiều cầu thủ đã được nuôi dưỡng để chơi theo phong cách bóng đá này. Nó phù hợp với họ và đó là điều mà Ralph Rangnick nhận ra, có lẽ trước khi ông nhận lời dẫn dắt đội bóng này. Các cầu thủ biết chính xác chúng tôi đầu tư bao nhiêu thời gian cho mỗi buổi tập, trong mỗi video phân tích về những gì chúng tôi làm với quả bóng. Và đó là lý do tại sao tôi tin rằng cách chúng tôi chơi hoàn toàn phù hợp với các cầu thủ. Ngay từ đầu thì đó chính là mục đích của nó. Rangnick khẳng định dõng dạc sau trận đấu khi mà Áo đã là đội nhất bảng, xếp trên cả Pháp, Hà Lan và Ba Lan. Trước mùa giải này, thầy ông nội cũng đã có những phát biểu: "Chúng tôi muốn thể hiện những gì chúng tôi có thể làm", khi giải thích lý do tại sao Áo không nên bị đánh giá thấp trước thềm UEFA Euro 2024. Về điểm mạnh của đội mình, ông cho rằng nếu hoàn thiện thì họ là một đội rất khó bị đánh bại.
Ông tự tin rằng đội bóng có thể cạnh tranh với bất kỳ ai ở trình độ cao. Những trận giao hữu với Đức và Italia cũng như trận vòng loại Euro với Thụy Điển đã chứng minh điều đó. Ngay cả trong trận đấu với Bỉ, Áo cũng suýt lật ngược tình thế có lợi cho mình ở ván thứ hai. Trước đây thì dưới sự dẫn dắt của người tiền nhiệm Franco Foda, đội tuyển Áo thường chơi thụ động và thận trọng. Nhưng kể từ khi Ralf Rangnick lên nắm quyền, đội bóng này đã chuyển mình thành những tay thợ săn lão luyện. Kết quả trước Hà Lan chính là phần thưởng cho việc Rangnick có thời gian để định hình đội bóng Áo theo tầm nhìn của mình. Khó mà tin được là chính Ralf Rangnick từng được xem là kẻ thất bại tại Manchester United, thời gian mà ông dẫn dắt United để lại nhiều ý kiến trái chiều. Với một số người thì ông là người nhìn thấu các vấn đề của câu lạc bộ và không ngại chỉ trích những sai lầm của cấp trên. Những câu nói như câu lạc bộ phải thực hiện một pha phẫu thuật tim, hay là đội hình cần 6 đến 8 hay thậm chí là 10 cầu thủ mới, càng về sau càng ứng nghiệm. Nhưng ở chiều ngược lại, bố già Gegenpress là một sự bổ nhiệm tai hại, có sự kém cỏi về mặt chiến thuật đã khiến cho mùa giải của United sụp đổ, khi lẽ ra nó có thể đã được cứu vãn. Trong thời gian ở United, Ralf Rangnick thường công khai nêu bật những vấn đề mà ông thấy là cần phải giải quyết. Trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, ông đã chỉ trích sự thay đổi liên tục của các huấn luyện viên kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và nhấn mạnh vào sự cần thiết phải tạo ra một thứ DNA duy nhất. Mặc dù Rangnick đã không đạt được thành công lớn tại Old Trafford, nhưng kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng của ông về bóng đá vẫn được công nhận. Ông đã giúp thiết lập và phát triển hệ thống chiến thuật hiện đại ở nhiều câu lạc bộ khác nhau và những triết lý của ông về bóng đá đã có ảnh hưởng lớn. Đối với đội tuyển Áo, những giá trị và nguyên tắc mà Ralf Rangnick mang đến đã giúp đội bóng này phát triển vượt bậc. Đứng đầu bảng đấu gồm các ứng cử viên yêu thích trước giải đấu như Pháp và Hà Lan, Áo giờ đây được coi trọng như những ứng cử viên thực sự của Euro 2024. Tuy nhiên, Rangnick đã hạ thấp cơ hội của đội mình. Tôi đã nói từ nhiều tháng trước rằng tôi không nghĩ khả năng vô địch Euro là rất cao. Nếu ai đó hỏi tôi liệu tôi có loại trừ hoàn toàn khả năng đó không, tôi sẽ nói rằng khả năng đó không cao lắm, nhưng các cầu thủ muốn tiến xa nhất có thể và chúng tôi sẽ thực hiện từng bước một. Sự thăng hoa của đội tuyển Áo dưới sự dẫn dắt của Ralf Rangnick là minh chứng cho khả năng và tầm nhìn chiến thuật của thầy ông nội. Khi được đặt niềm tin đủ lớn, các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi, sự phối hợp và tinh thần đồng đội. Họ đã trở thành một đội bóng khó bị đánh bại và có thể cạnh tranh với các đội hàng đầu châu Âu khác. Ralf Rangnick đã mang lại niềm tin và hy vọng mới cho đội tuyển Áo và người hâm mộ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu, Áo đang sẵn sàng cho những thử thách lớn tại vòng knockout Euro 2024. Những giá trị và nguyên tắc mà Ralf Rangnick mang đến đã giúp đội bóng này phát triển vượt bậc. Sau cùng thì Áo trong tay của thầy ông nội năm nay rất đáng xem. Không hổ danh là người tiền phong, nguồn cảm hứng cho những Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, Ralf Hasenhüttl, Marco Rose, Roger Smith, Andy Hutter, Oliver Glasner và Matthias Jassel tung hoành trên sa bàn bóng đá hiện đại.